cố gắng lấy vợ. Là em cũng không chọn, có nghĩa là bạn nào còn người ấy có qua một đời chồng cũng được. Vậy thì vì cớ làm sao mà em cơ duyên em tới tham gia chương trình vậy? Dạ thì em, con em á, giống như là con em. Dạ em là mẹ đơn thân, ước mơ của nó là có được ba. Đó là động lực để mà em tới chương trình. Dạ em cũng muốn thương một người thật lòng thương em. Bất tung ưu đãi, trúng quà may mắn. Cơ hội rút thăm trúng 200 giải thưởng trị giá 10 triệu đồng khi mua các dòng xe của Yamaha Motor Việt Nam từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022. Cát Tường và Hứa Minh Đạt thân quan chào mừng quý vị đã đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speed Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Hello, chào ông Mai. Hello, chào bà Mai. Dạo này làm như phong độ hơi xuống ha. À, không biết nữa, cũng thời tiết lắm chị. Có khi thì nắng, có khi lại mưa. Mà mấy nay mình bão tố phong ba quá thì được ơi. Mỗi lần mai mối không thành, ông Mai bà mối chúng tôi về nhà mất ăn mất ngủ đó quý vị. Một lời gửi gắm nè, bây giờ tìm được một người yêu thương thật là khó. Nếu như có chút cơ hội thì các bạn hãy cho nhau cơ hội đi. Cho mình cơ hội cũng là cho đối phương cơ hội. Chứ sao cứ khắc khe bản thân làm gì. Tuổi trẻ mà không có tình yêu thì nó sẽ rất là héo mòn. Mình phải mau lửa mau lên lửa chứ yêu lên. Phải yêu hết ga hết số. Cái gì mà cảm xúc nó cứ lưng chừng vậy, làm sao đừng đủ bấm nút sợ được sệt. Hôm nay tôi chúc cho các bạn hãy dám yêu, dám nghĩ, dám làm. Và đây mình sẽ là mai mối. Và ngay bây giờ xin mời hai chàng trai của chương trình bước ra sân khấu. Và bây giờ bên nhà gái của Hân Quang chào mừng hai cô gái xinh đẹp của tôi. Rồi, ngồi đúng vị trí của mình đi nào. Dễ thương, xinh đẹp, ăn bặn, tuyệt vời. À, bây giờ mình sẽ đổi phong thủy, hôm nay mình sẽ hỏi chàng trai ghế đỏ trước. Em giới thiệu về bản thân mình một chút xíu nha, em tên là gì? Dạ, lời đầu tiên xin cho em xin chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và mọi người trong truyền quay ngày hôm nay. À, em tên là Quốc Lập, em 33 tuổi, em ở Bình Dương. Mình làm đang công tác ở đâu? Dạ, hiện tại em đang làm quản lý nhân sự cho công ty vệ sinh công nghiệp ở Bình Dương. À, Bình Dương là đoạn nào vậy em? Là ở Thủ Dầu Một chị. Em chạy lên đây nãy mất bao lâu? Dạ, khoảng 1 tiếng đồng hồ. Thật ra 1 tiếng đồng hồ thì cũng bằng nội ô trong thành phố chạy từ quận này qua quận kia. Dạ, đúng rồi. Cũng như chị từ Gò Vấp mà qua quận 7 hình là cũng đi mất 1 tiếng đồng hồ. Dạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Lập? Dạ, điểm mạnh của em là em hoạt bát, vui vẻ, không ngại khó khăn, gian khó. Đôi khi là em kiểu hơi hiền với mọi người, gặp bị những cái thiệt thòi cho mình. Lúc rảnh rỗi thì em thích đi đâu? Dạ, rảnh rỗi thì thường em đi uống cà phê với bạn, thì gặp gỡ những bạn cũ, giao lưu với bạn bè tí. Bây giờ cô gái xinh đẹp ngồi ghế màu đỏ giới thiệu về mình đi nè. Em chào MC Minh Đạt, chào tất cả mọi người. Thì em tên là Nguyễn Thị Huyền My, em sinh năm 1995. Và hiện quê của em là ở Bến Tre và hiện tại em đang làm việc tại Dĩ An, Bình Dương. Ở khúc nào vậy? Em ở Dĩ An. Dĩ An với Thủ Dầu Một cách nhau bao nhiêu cây ta? Biết anh Lập biết không em? Gần mà phải không? Dĩ An, đâu hai người hỏi nhau coi, em hỏi bển coi. Dạ, cách khoảng chừng 20 cây. Ủa, vậy là từ Dĩ An lên đây là bao nhiêu phút? Dạ, cỡ khoảng 45 phút. Dạ, công việc hiện tại của em là ở Bình Dương là làm gì? Dạ, công việc hiện tại của em là tuyển dụng và đào tạo những bạn làm streamer. Bán hàng qua mạng? Dạ không, và tương tác thể hiện tài năng á, ca hát hoặc là trò chuyện. Đó thì em làm công việc này bao nhiêu lâu rồi? Dạ em làm được 7 năm. Trời, 7 năm rồi? Em làm từ lúc còn sinh viên tới bây giờ. Wow, streamer chuyên nghiệp. Trong cái kênh em là thể hiện những tài năng gì? Dạ thường thường á thì em sẽ rap cho mọi người nghe, hát vọng cổ. Chỉ biết sơ sơ cái gì thì mình sẽ trình diễn cái đó. Bây giờ mình khoe điểm mạnh điểm yếu mình đi nè. Điểm mạnh của em á là hòa đồng, hoạt ngôn, có những cái tài lẻ như là có thể làm cho người đối diện mình vui. Còn điểm yếu thì chắc có lẽ là hay mít ướt. Mình có một cái vấn đề gì đó thì mình hay bức xúc bằng cách là mình có thể lớn tiếng hoặc là khóc, là mình bộc trực quá nên là mình không có biết cách kiềm chế cảm xúc của mình. Đó, bây giờ vậy nè, đang nghe một cái cô mà giỏi như vậy, mình phải làm thử một khúc trước đi cho bên đây ta nghe, ta hấp dẫn đi. À, mình phải thử liền chứ hả? Giờ làm câu giọng cổ trước đi nè. Đừng chạy trốn quanh co gì, trước mặt tôi đã rõ một con người dáng hoa mềm.
Vì khi đó mặn cùng ông tôi đã rõ chân lý cùng một viên tòa thẩm vấn thì tội ông ơi ông đừng chạy trốn quanh con. Được, hay rồi, vậy là hay rồi. Nó chạy quanh co là nó cục đường, chạy quanh co là nó... Đừng chạy chói quanh co nữa. Qua chàng trai cái màu xanh này, giới thiệu đi. Vâng, xin chào anh Hứa Minh Đạt với chị Cát Tường. Em là Đặng Văn Nam, quê hương ở Tuyên Quang, sống ở Bình Dương. Công việc chính của em là thợ cơ khí. Thì chuyên lắp ráp kết cấu nhà khung nhà xưởng, ví dụ như trường quay. Trong trường quay này em có thể là thiết kế và lắp ráp. Công việc của em là quản lý nhân sự. Bữa nay toàn là những người ở Bình Dương không ha? Nãy quản lý nhân sự bên đây có 2 người ở Bình Dương rồi đó. Quản lý nhân em sự. Là năm nay bao nhiêu tuổi Nam? Báo với anh chị là em năm nay 37 tuổi ạ. Rồi mình điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em là hay ca hát, nấu ăn ngon, yêu thể dục thể thao. Điểm yếu của em thì hay gọi là trầm tính, ít nói, không hay thổ lộ. Nói chung là em thì một thanh niên nhưng mà em lại không thuốc. Không thuốc. Và em nghiện gì? Đến bây giờ thì nói chung là lên chương trình thì có khả năng về sau này thì em có thể là nghiện vợ. Sau này thì em có thể là nghiện vợ. Nghiện vợ. Nghiện vợ nhiều hơn. Khả năng nghiện vợ cao hả? Rồi, em giới thiệu về mình đi nào, cô gái ngồi ghế màu xanh. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em chào anh Hứa Minh Đạt. Và chào tất cả mọi người. Em tên là Lê Kim Biên. Em sinh năm là 1989. Hiện tại em là nhân viên kinh doanh của công ty xây dựng. Em ở đâu? Quê em ở Cà Mau. Còn em hiện tại em đang ở trọ ở Long An. Nhưng mà công ty em ở Hóc Môn. Không, nó dính dắt quá vậy. Từ ngay chỗ em ở trọ lên tới ngay chỗ làm bao nhiêu phút? Dạ 40 cây số à. Sáng đi chiều về à. Mà sao lựa cái nhà trọ nó xa quá vậy? Sao không gần ngay chỗ mình làm? Dạ em ở trọ chung với cha mẹ em. Với em gái em. Dạ. À, cũng như là gia đình ở đó. Từ dưới Cà Mau lên ngay Long An để mà lập nghiệp. Dạ. Điểm mạnh em biết em là gì nè? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn. Em thích nấu ăn nhưng mà em ăn ít lắm. Tại vì nấu xong mới mệt anh ăn. Kỳ vậy? Hay là tại đồ ăn mình nấu không được ngon? Em nấu ăn cũng khá ngon. Rồi điểm yếu là gì? Hay bị mất trí nhớ cục bộ. Giống như những cái em nào mà em muốn nhớ thì em nhớ. Còn những cái như người ta nói gì đó là em hay quên. Giống như là em lỡ em hứa cái gì với người ta, em nói gì với người ta đó cái... Kỳ vậy? Mất trí nhớ cục bộ. Hồi nãy bạn mới mượn tôi 500.000 chiều bạn nhớ trả nha. Cái là mất trí nhớ cục bộ liền. Cái là mất trí nhớ cục bộ liền. Có vậy không? Không anh. Em vẻ hiền quá vậy. Vậy thì vì cớ làm sao mà em cơ duyên em tới tham gia chương trình vậy? Dạ thì em... Con em ấy giống như là... Con em? Dạ em là mẹ đơn thân. Ước mơ của nó là có được ba. Đó là động lực để mà em tới chương trình. Dạ em cũng muốn thương một người thật lòng thương em. Con em bao nhiêu tuổi? Dạ 9 tuổi chị. Trai hay gái? Dạ trai. Hy vọng hôm nay em sẽ tìm được cái đối tượng đó nha. Rồi một chút xíu nữa mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Khai thác kỹ hơn ha chị ha. Thôi bây giờ mình sẵn tiện mình khai thác tình trường cổ mình trước luôn đi. Mình làm luôn ha. Ừ. Mình kết hôn được bao nhiêu năm? Dạ 8 năm. Thì dạ. Tại sao mình lại chia tay? Chồng cũ của em á là tính gia trưởng, không có chịu nghe ai nói chứ. Cả thế giới phải chịu theo ổng, chứ ổng không chịu ai hết. Cái gì mà làm giọt nước mà phải tràn ly như vậy? Con ổng không có làm cha, ổng làm cha em, ổng làm cha em. Còn cha con ổng là em làm luôn. Là sao? Chưa hiểu. Muốn mọi việc đều theo ý mình, nó không có nghe ai hết. Ừ. Ai nói dữ luôn. Giờ bắt mọi mắt em phải phục vụ theo cái ý muốn của ổng. Sự là từ ngày cưới nhau về á, em là lo hết cơm nước tất cả. Sáng ông đi làm á, thì có một bình nước sẵn cho ổng. Hoặc là nấu mì, hoặc là chiên cơm, hoặc là mua đồ ăn sáng cho ổng. Chưa về là phải có cơm, còn không có cơm là ổng quà ông đi ngủ, không có tiếp gì hết. Còn đi nhậu á, thì tới 10 giờ mới về mà em nhắn tin á, thì cằn nhằn. Sau đó thì cái giọt nước tràn ly là cái ngày ăn cơm, cũng bữa sáng chủ nhật. Ông ăn cơm mà ổng nói em là cứ cằn nhằn ổng đi nhậu. Bữa cơm gia đình không vui vẻ. Cái lúc đó ông bỏ thì ngầm bỏ cơm, bỏ nước, bỏ hết. Ai là người quyết định ly hôn? Dạ em. Bây giờ con trai là ở với em. Dạ. Thông tin của cô gái màu bây giờ chị xanh. Tường muốn hỏi cảm nhận của hai bạn trai trước là sau khi nghe câu chuyện của bạn gái cũng đã từng đổ vỡ như vậy, có một đứa con trai 9 tuổi thì không biết là suy nghĩ của các bạn như thế nào. Bạn trai gái đỏ phát biểu trước nhé. Dạ thì cái chuyện mà lập gia đình mà không có hạnh phúc thì đó mình cũng không ai muốn, nhưng mà người em cảm thấy là thiệt thòi nhiều nhất là người phụ nữ.
đằng sau những cái cuộc ly hôn đó, người phụ nữ sẽ phải có những cái khó khăn, nếu mà muốn bước tiếp nữa cũng nhiều khó khăn hơn là người nam. Gia đình, nếu mà một khi mình đã xác định là lập gia đình á, hay cả hai nên hướng về một hướng là đó là một cái gia đình luôn làm những cái việc mà kiểu cho nhau cảm thấy bình yên. Còn em? Bạn gái thì nói chung là cũng thực sự là bạn cũng chịu thiệt thòi vì không được may mắn như bao người. Bạn ấy là cũng thiệt thòi. Bây giờ mong muốn là bạn ấy tìm được người ta mà hiểu với mình thì nó cũng rất là khó. Thì còn tình trường của em thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Nói chung là em một. Em thì từ hồi bữa mà em chia tay bạn gái đến giờ là em cũng kiểu là mình sợ mình không dám yêu nữa. Mối tình đó như thế nào? Sau khi em đi bộ đội về được 2 năm, em có quen một bạn thì khác quê. Thế rồi sau cái phong tục tập quán không hợp nhau. Thế rồi qua Zalo, Facebook thì cũng cách đây khoảng 2 năm thì em cũng có gặp lại, cũng hỏi thăm em là lấy vợ chưa. À, thế thì hôm nay em muốn tìm một cái người bạn gái như thế nào nè? Cái tháng này là cái tháng 7, mà thế là cái ngày mà Vũ Lan báo hiếu. Em thì mất bố rồi, còn mẹ thì em rất là thương mẹ. Mẹ em có nói với em là cố gắng lấy vợ, nhưng là em cũng không chọn. Có nghĩa là bạn nào còn người mẹ, có nghĩa là mẹ em có nói với em là có qua một đời chồng cũng được, qua một đời chồng cũng được, còn lấy để báo hiếu với gia đình. À, nói chung là mẹ cũng lớn tuổi rồi, muốn nhìn thấy em có một gia đình yên bề gia thất. Mẹ đang mẹ ở đâu? Yên tâm hơn. Mẹ em ở Tuyên Quang. Mẹ ở với ai? Mẹ em bây giờ đang ở với em trai của em, là lấy vợ xây dựng gia đình rồi, có nhà riêng của em. Nhà em thì em là cả, giữa có một đứa em gái, một em trai út. Thế bao nhiêu năm nay em không thích một người phụ nữ nào hết à? Thế là cứ quen bữa đầu ấy thì mời nhau đi uống nước, là cà phê chẳng hạn đấy. Bữa thứ hai thì là kêu anh ơi mai đi sinh nhật bạn em. Đến bữa thứ tư là bạn ấy chủ động mình là nhà hỏng bóng điện. Để bữa sau nữa là bể màn hình điện thoại. Là, oh no. Là người ta yêu mình không có thật lòng anh ạ. Cảm thấy sợ. Có nhiều cái lý do rất là kỳ cục. À, chị rất là hiểu, rất là đồng cảm với em, rất là trân trọng em. Rồi tình trường của em sao nè? Trước giờ thì em cũng quen 5-6 mối tình làm cho em cũng khóc sức mướt. 5-6 mối tình hả? Mạnh dữ. Thấy chưa, học hỏi làm cho người ta hay là người ta làm ông? Dạ thì em khóc. Ủa? Khóc luôn hả? Dạ. Nó hơi cũng bất ức tí thì mỗi lần chia tay cũng hay khóc. Để cho em khóc thêm một lần nữa thôi, thêm một lần cuối cùng rồi ta sẽ rời xa. Sau đó thì không khóc nữa, thì cũng có lý do là bị cấm sừng. Có mối tình lâu nhất của em là mối tình 2.5 năm, thì hai đứa rất là thương nhau nhưng mà vì lý do tuổi tác nên không đến được với nhau. Tuổi tác thì sao? Kỵ chị. Trời ơi, ông thầy bói dính dồn nữa. Kỵ nữa, dạ. Em tuổi gì, người đó tuổi gì? Dạ em tuổi Tỵ, người đó tuổi Hợi. Ba mẹ cấm hay là sao? Từng em là tuổi Tỵ hả? Dần thân Tỵ Hợi. Cho hỏi thăm đây ha, dần thân Tỵ Hợi có ai dính không ạ? Sao che mặt vậy? Tuổi Hợi. Tuổi Hợi, rồi ghế màu đỏ. Rồi xong phim. Còn ghế màu xanh tuổi gì ạ? Dạ tuổi Tỵ. Dạ tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ luôn. Cho hỏi đây luôn tuổi gì để mà biết nãy giờ mình ngồi tứ xỉu ạ. Sửu hợp với tuổi Tỵ. Thấy tôi là theo tôi kỵ ông thầy bói à. Dần thân Tỵ Hợi. Chứ đâu ghép đôi mà tôi nghe vậy xong đi tôi bị trùng bước quá. Không mấy ông về ông cưới ông thầy bói làm vợ luôn đi ông ơi. Dạ không, cũng muốn một phần không phải. Tại em cũng muốn cưới cô đó nhưng mà kiểu như tâm lý ở gia đình cô đó ấy không chấp nhận được. Bây giờ ví dụ yêu một người nữa mà bây giờ kỵ tuổi nữa vẫn về nhà không chịu nữa rồi làm sao? Dạ chịu luôn chứ sao chị ơi chị. Tuổi này mà còn mày đặt kén cá cắn canh nữa là lên đường luôn á. Trời ơi, rồi bây giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm bạn gái là có tính cách thì cũng biết quan tâm, suy nghĩ tí, công việc ổn định. Ngoại hình thì cũng không cần phải xinh đẹp lắm mà kiểu ưa nhìn tí là được. Chiều cao rồi, cân nặng, da trắng, da đen đồ, có gì không? Chiều cao khoảng 1m55 tới 1m6 là gì được. Dạ, da sáng là được, da sáng là được. Rồi, bây giờ tất cả mọi người đã tâm sự chuyện tình cảm rồi, bây giờ còn có mỗi mình em đó. Em có 2 mối tình. Trong đó có một mối tình chính thức năm cấp 3. Sau đó em lên đại 2 mối tình. Xong rồi lên đại học thì do là anh đó ghen quá. Nhưng mà khi ghen thì nói những cái lời không có hay. Cho nên là em chia tay.
em hay đi những cái hoạt động thiện nguyện á, và gặp những cái bạn đi cùng chương trình với mình, do những người khác họ tác động vào nên anh ta không có tự tin vào cái tình cảm đó, cho nên là anh ghen. BBK vui trọn vẹn ấm tình thân. Thì bây giờ mẫu người đàn ông lý tưởng của em là gì nè? Em thì không có hình mẫu người đàn ông lý tưởng, nhưng mà em cũng mong muốn là tìm cho mình một người đàn ông biết quan tâm tới người yêu của mình, tới vợ của mình, và đừng có ghen quá. Quan trọng thì em nghĩ là do bản thân mình tự ý thức được cái mối quan hệ nào là quan trọng nhất. Rồi những cái mối quan hệ bạn bè, anh hay nói với em là anh thấy em không có quan tâm anh bằng bạn bè của em. Nhưng mà em nghĩ là khi mà mình trong một cái mối quan hệ yêu đương đó, thì mình sẽ quan trọng là bản thân mình tự ý thức được. Cho nên là đừng có ghen quá. Nhưng mà em cũng biết là tại vì người ta yêu người ta mới ghen. Bây giờ phải rạch ròi đúng không? Dạ. Và em rất thích bạn trai của mình mũi cao. Mũi cao mà còn mũi bự luôn á. Tại sao, lý do anh muốn biết lý do tại sao lại thích mũi cao? Tại vì mũi cao nhìn đẹp. À, thiên về cái đẹp. Nhưng mà mũi cao mà mũi sữa thì được không? Silicon. Được luôn. Được luôn. Miễn sao mũi cao là được rồi. Dạ, cao silicon thì lúc mà hôn nhau thì mình sẽ tìm cách khác được không? Ủa là thế nào? Bắt gì hôn phải tìm cách khác là sao? Mũi bị dướng cái lỗ mũi. Mình phải tỉa một góc 90 độ vậy nè. Đó. Để là không làm tổn thương. À, tổn thương. Bạn đó phải hiếu thảo với gia đình. Và em không thích người đàn ông có lông mũi. Có lông mũi. Ủa, ai cũng có lông mũi. Phải làm chỉa ra ngoài mà không có lông mũi chỉa ra ngoài. À, biết cắt tỉa đúng không? Tại vì bà này bà pho kết vô cái lỗ mũi không à. Ờ. Bấy cái lỗ mũi mà bị cái gì dạ, cái là cá mọc cái lỗ mũi cũng không được nha. Ví dụ như người đàn ông đó có bấm lỗ mũi thì có sao mà. Dạ không sao. À, cái đó là làm đẹp thì được. Dạ. Đây, bên đây ít nè, bên nhà gái ít, cho hỏi trước nè. À, hello em, rồi cầm micro lên cưng. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Minh Đạt. Em tên là Ân. Ân, em là người nhà của ai? Em là người nhà của bạn nữ 95 ạ. À, bạn nữ ghế đỏ phải không? Dạ, bạn ghế màu đỏ. Rồi. Dạ. Hai anh rất là chững chạc. Thứ nhất là công việc ổn định. Nói như anh Đạt, nó focus vào cái mũi thì nó thì nó sẽ làm cho hai anh là có vẻ một tí là sợ sệt. Nhưng mà bạn nó chỉ đùa vui vậy thôi. Còn về tính cách, về công việc thì bạn đó khá là bận, nên là khi mà được hai anh chia sẻ với anh áo xanh có nói là anh đó biết nấu ăn thì đó là một điểm cộng rất lớn. Tại vì bạn nữ khá là bận và về việc chăm sóc bữa cơm gia đình hoặc là tự nấu ăn cho bản thân thì chưa được tốt lắm. Anh ngồi ghế đỏ thì em thấy anh cũng trải qua được nhiều tình trường, cũng có nhiều kinh nghiệm. Nếu thấy... như là để tư vấn cho bạn mình chọn một anh thôi bạn thì em sẽ chọn anh nào? Dạ thì chắc là em sẽ nghiêng về anh áo ghế xanh hơn ạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em nha. Mời bên họ nhà trai. Em xin chào chị MC Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Em là bạn thân của bạn Lập. Bạn biết chăm lo gia đình thì bạn em cũng đang cần một người như vậy. Và nếu mà để chọn một trong hai thì em thấy bạn ghế xanh sẽ thích hợp hơn. Tại vì bạn em thì cũng không phải là so đo và khó khăn về cái vấn đề chồng, đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì bạn nữ ghế đỏ thì bạn theo như em cảm nhận thì bạn cần cái sự quan tâm mà nhiều hơn cái bình thường. Trong khi bạn của em thì nó đôi lúc nó có cái ghen hơi quá thì không biết có kiểm soát được hay không thôi, chứ theo như cảm nhận của em thôi. Còn quyết định thì vẫn do là bạn em. À ha, rồi cảm ơn em. Bạn rất tốt. Bạn phân tích rất là chi tiết luôn. Xin chào anh Diễn Hút Minh Đạt với chị Cát Tường. Em là chị bạn của em ghế xanh. Em ghế xanh là thấy tấm tình cũng hiền lành, cũng hật hà và cũng biết chia sẻ, cũng hợp với em ghế xanh bên đây. Hai người nữ xinh đẹp bên đây. Nhưng mà thấy hợp người nữ ghế xanh nhiều hơn. Chị cũng mong cho em cũng cho anh ấy, cho em ấy cơ hội để hai đứa cùng sánh bước bên nhau đi suốt con đường. Rồi em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn chị. Lần đầu tiên mà tôi thấy hai bên họ nhà trai, họ nhà gái cho những cái ý kiến mà
đáng để chúng ta phải suy gẫm. Đây là những người thật sự đi theo và phân tích rất rõ, họ muốn người thân của họ tìm được một cái bến đỗ rõ ràng. Và cái người lựa chọn là những người trên sân khấu này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần Mở cửa trái tim. Có một cái hộp màu đỏ và có một cái hộp màu xanh. Rồi bây giờ mình từ từ, mình cứ khui quà đi cái đã, từng bạn một, đừng gấp. Mời em gái. Đó là gì ạ? Một bó hoa gồm có 5 bông hoa. Nó có kèm theo ý nghĩa gì không cưng? Dạ đây là hoa sáp, thì nó để giữ kỷ niệm chứ anh như vậy em được lâu hơn. Dạ cũng vậy luôn ạ. Dạ cũng vậy luôn. Rồi mời em. Em tặng em. Em cảm ơn anh. Tặng em. Wow. Ý nghĩa thì em cũng rảnh rỗi thì cũng hay vào mạng, mà cũng sở thích là hay chơi cây kiểng. Thì em thấy cái sen đá thì là nó là cái từ đá ở trong ấy, nước chảy đá mòn. Em nghĩ là người phụ nữ của em sau này nó không mòn. Trung thủy với em. Ôi ơi, là sao? Là sao? Người phụ nữ của em sau này cũng mòn là ý gì? Dạ, có nghĩa là trung thủy với em ạ. Sau này em mong muốn là người bạn của em nó không mòn. Khi mở cửa trái tim này ra thì không biết là cảm xúc của các bạn dành cho nhau như thế nào. À, các bạn nữ mình nhận quà mình trả lời trước đi. Em cảm thấy được sự chân thành của hai anh và thấy ai cũng hiền. Về cảm xúc thì em cảm xúc về anh bé xanh nhiều hơn. Tại vì em thấy anh chân thành quá. Nãy em có nghe câu chuyện của anh không? Lúc anh chia sẻ về mẹ. Dạ có. Và lúc đó hình như là anh hơi xúc động. Đúng rồi. Em thấy là cảm nhận được giọng của anh là gần như là muốn khóc. Và em cũng là một đứa con hiếu thảo cho nên là em thấy anh như vậy em cũng mến. Dạ. Và anh ghế đỏ thì em cảm thấy được sự lịch lãm từ anh. Và em nghĩ là nếu như mà anh quen một người tiếp theo nữa thì anh ghen có cảm xúc lại xíu, hạn chế lại cái sự ghen của mình. Em cảm ơn hai anh về món quà này. Hay quá, sao hôm nay ai cũng nói hay hết trơn á. Rồi tới xin em cảm nhận của dạ là em trước tiên cảm ơn hai anh. Món quà nào thì nó cũng đều đáng quý với tấm lòng hết. Em nghe hai anh kể, hai anh nói về cái những mối tình của mình thì em nghĩ là hai anh cũng hiểu, cũng cảm thông, có thể là hiểu cảm thông cho em. Mong là nếu mình có duyên đến với nhau thì cũng có kết quả. Rồi, tại cảm nhận của hai chàng trai. Khi mở cửa ra gặp hai bạn thì em hai bạn rất là dễ thương. Còn cái nghe nữa là cảm nhận là hai bạn nữ đây là cũng có những cái suy nghĩ rất là trưởng thành, chín chắn. Cái điều đó là em cảm thấy rất là thích. Mời em. Anh cơ khí của tôi sao nè? Cảm giác của em thì gặp các bạn nữ thì nói chung là ai cũng đáng yêu. Những cái gì mà cần nói thì bạn ạ, ghế đỏ đã nói rồi. Em có một nhận định là cái người phụ nữ thì rất là vất vả. Nên là người đàn ông nếu có cuộc trong gia đình thì rảnh rỗi nên chia sẻ trong cuộc sống gia đình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giao lưu một chút xíu cho nó vui. Đây nè, hồi nãy cô cái đỏ nói là mình còn rap nữa đúng không? Đúng rồi, em rap cái gì nè? Em xin gửi tặng cho tất cả mọi người ở đây và bên đàn trai một bài rap em tự sáng tác. Nhưng mà nếu mà trong quá trình rap có quên lời thì đừng có cười em. Đó là bài Phèo ơi. Phèo ơi, vỗ tay nào. Phèo ơi. Thì nức nở dù cho cười khe khẽ và ngắm mặt những chàng trai. Gương mặt của em sự miên man của tạo quá. Má xinh em ra tướng bề ngang còn thân bề dài. Mũi vừa ngắn vừa nhỏ vừa đỏ vừa săn sôi. Tính thì lại hay ngủ ba đâu là ngủ đó. Đang quét sân cũng có thể lăn ra mà ngủ. Gia cảnh em nghèo dòng dấu thì má hỏi. Nghĩ lại cũng tuổi suốt khi chỉ lủi thủi chẳng dám đi thính trai. Chải tóc ở trước gương thấy mình rồi thấy ngại. Tự hào mà nói em có 102. Em có 102. Quá dễ thương. Dễ thương quá. Cảm xúc của hai anh như thế nào nè? Nghĩa sao?
Nhà hát rất là hay. Có nghe cái lời bài hát không? Có. Trời ơi, Chí Phèo ơi. Muốn làm Chí Phèo mà. Muốn rụng tim luôn. Rụng tim luôn hả? Trời ơi, tôi phụ nữ mà tôi còn muốn rụng nữa đây, huống chi là nam giới. Bây giờ hai bạn có gì là tặng lại người ta không? Em nè, giờ ta ngồi cái đỏ rồi đó, giờ em cũng cái đỏ nè, em làm gì hay con nè. Dạ thì hôm nay đến chương trình em cũng có chuẩn bị một đoạn ca hát. Rồi. Nhận ra mình đã không yêu thương ai trong tim từ lâu. Rất lâu từ khi chỉ một người con gái anh yêu thương. Ngày lần lần tan nát con tim anh khiến giờ đây Tình yêu là những đêm mùa đông hiu quạnh làm lệ rơi. Chào mi ngàn nỗi cô đơn dẫn kỷ niệm người yêu ơi. Sao em đành. Bây giờ mình bàn cái chủ đề chút xíu là các bạn đều là những bạn trẻ đang khẳng định cái vị trí của mình, khẳng định cái công việc bản thân. Các bạn sẽ sắp xếp như thế nào để cân bằng được cái tình yêu, để lo cho cái người mình yêu và hoặc là cái công việc của gia đình? Thật ra thì bây giờ sáng thì em cũng đi làm hơi xa, chiều thừa về thì cũng muộn rồi. Em chỉ có rảnh tối 24/6. Tại vì 3 năm 7 em còn phải đi học thêm. Học gì vậy em? Học thêm. Dạ em học về thiết kế đồ họa. Có yêu nhau thì em cũng tranh thủ dành thời gian cho những ngày 24/6 hoặc là với chủ ở Nhật. Rồi con cái thì hiện tại ai coi? Dạ ở với ở nhà, đang ở Long An với mẹ cha em. Thấy em được chưa? Dạ. Hồi lúc nãy em nghe anh ghế đỏ nói là mẫu bạn gái lý tưởng của anh là cao 1m55 trở lên. Em cao có 1m54 à? Em cao có 1m54 à? Trời. Anh thích phụ nữ da trắng. Da sáng, da sáng. Da sáng nhưng mà em thì lại da ngâm. Em có muốn sáp lại anh thì nó cũng ngại, nó hơi tự ti á. Tại vì da ngâm là em đã tự ti từ nhỏ tới lớn rồi. Nếu mà hẹn hò thì em muốn hỏi hai anh là anh sẽ sắp xếp được một tuần như vậy là khoảng mấy ngày để gặp em? Gặp nhau hẹn hò thì anh có thể sắp xếp được một tuần là 2 ngày. Dạ. Nếu mà rảnh thì có thể nhiều hơn. Nhưng mà công việc của anh có kiểu là có thoải mái giờ giấc không? Công việc anh thì cũng tương đối thoải mái. Dạ. Thì cũng đôi khi cũng sẽ bận rất nhiều nhưng mà đa số là thoải mái. Cũng sẽ có nhiều thời gian để mình quan tâm nhau hơn. Dạ, hiện tại anh đang sống với ai? Sống với mẹ. Là hai mẹ con. Dạ. Nói về mỗi người thì cái đó là gì? Vậy ai cũng hỏi đặt câu hỏi ra thì mình sẽ có những cái mẫu người đó mình cảm thấy thích vậy thôi. Gặp nhau mà cảm thấy thích là thích rồi. Nó đơn giản vậy thôi. Thật ra cái mẫu người là hỏi cho vui, mẫu người lý tưởng là hỏi cho vui. Nhưng đôi lúc mình sẽ yêu một người chả giống một cái mẫu người nào mà mình đặt ra cả. Yeah. Đó là trên thực tế là vậy luôn. Nói lại cho người ta cho chắc chắn, cho người ta yên tâm coi chứ để thôi rớt à. Cái vấn đề mà em nói tới giờ da hay cái này kia mà kiểu em không thấy hơi tự ti cái đó thì đó anh thấy không quan trọng đâu. Quan trọng là ví dụ mình gặp gỡ nhau mình cảm thấy tính tình phù hợp, mình cảm thấy vui vẻ đối với nhau. Đó là cái điều quan trọng nhất. Tới em rồi đó. Thì em chỉ làm vào ban ngày thôi, còn buổi tối thì thường thường là em thấy cũng như mà khách người ta không dồn ép mà dục đặt hàng nhiều thì em cũng nghỉ. Chỉ có đạp xe đạp, em là có một cái sở thích là đạp xe đạp buổi tối. Em đạp xong về em tắm rồi đi nghỉ. Hẹn hò thì em là ngày chủ nhật là nguyên ngày là em không làm gì cả. Đấy còn buổi tối nào trong tuần cũng được. Từ khoảng 7 giờ tối đến 9 giờ tối. Thế bây giờ các bạn cũng nghe nhau hết trơn rồi. Đây là giây phút các bạn quyết định. Tường sẽ cho các bạn thử cảm xúc với nhau. Tường mời từng bạn trai một sẽ lần lượt qua xin phép nắm tay từng bạn gái. Chị muốn là em nhận... Nắm tay mới nói. Xin phép nắm tay đàng hoàng lịch sự. Cảm nhận gì? Cảm ơn. Em cảm nhận được là anh đã bắt đầu thay đổi về quan điểm lúc nãy anh đưa ra rồi đó. Đúng không? Đúng không? Chính xác. Chính xác. Ủa sao kệ đi, nó làm gì làm rồi. Đối mệt quá. Lớn hết rồi. Thôi kệ. Đôi khi người ta bắt được nhịp. Thì sẽ rất không nắm tay em. Nhưng mà mình muốn em nhìn anh. Rồi em cảm nhận gì trong con người của em. Cái lỗi bình yên hay không? Chắc bình yên đó thì phải tìm hiểu. Tại bình yên thì mỗi người có mức độ như là cái giới hạn. Rồi, mời. Xin xem đây. Cô ta làm gì vậy? Dũng nữa ạ. Đi luôn hả?
nay đứng trước hai người phụ nữ xinh đẹp và run. Anh có thích làm rễ miền Tây không? Anh không có khái niệm là ở đâu cũng được, ở đâu cũng được, ở nhà. Dạ. Nắm tay em anh thấy gì? Mát. Mát rượi hơn, từ giờ nãy trong cái quay là nóng nhưng mà cầm tay em nó mát. Dạ. Anh cảm ơn. Qua cái chương trình anh có một lời nhắn với em như này, không phải là anh sống ra trường nhưng mà cái món mà ở trong Nam như Bắc anh nấu giỏi chứ ở trong này dở, nên là hy vọng là em lúc nào sẽ cho anh thưởng thức món ăn ở trong đây. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã chia sẻ giao lưu văn nghệ tìm hiểu. Và mặc dù 30 phút trên chương trình này ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cho các bạn cảm nhận được và cũng như có thể dùng cái lý trí để phán đoán xem ai sẽ là người phù hợp với mình. Cơ hội ngang nhau, mỗi người đến đây đều có hai cơ hội như nhau cả. Hãy làm theo đúng trái tim mình mách bảo. Mình là Thúy Kiều, hãy tìm mình trên Speakable nha. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 Em nói cái giờ da hay cái này kia mà kiểu em không thấy hơi tự ti cái đó thì đó. Anh thấy không quan trọng đâu, quan trọng là ví dụ mình gặp gỡ nhau mình cảm thấy tính tình phù hợp, mình cảm thấy vui vẻ đối với nhau, đó là cái điều quan trọng nhất. 4 Dạ, em là mẹ đơn thân, ước mơ của nó là có được 3. Đó là động lực để mà em tới chương trình. Dạ, em cũng muốn thương một người thật lòng thương em. Nhưng là em cũng không chọn, có nghĩa là bạn nào còn gì vậy, có nghĩa là mẹ em có nói với em là bỏ qua một đời chồng cũng được, còn lấy để báo hiếu với gia đình. 3 2 Về cảm xúc quá thì em cảm xúc về anh bé xanh nhiều hơn. Tại vì em thấy anh chân thành quá ấy. 1 Và bấm ạ. Bấm. Bấm chưa ạ? Và hết thời gian ạ. Thì chúng ta thấy là có một cặp đôi đã được kết nối tại chương trình ngày hôm nay. Đó là hai bạn cùng ngồi ở chiếc ghế màu đỏ. Bây giờ thì trước tiên Cát Tường xin gửi tặng cho mỗi bạn là một phần sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Rồi, gửi tặng cho em nha. Để tặng cho em nè, một tay cầm quà thôi, cái này nó nhẹ hiều à, tay kia vẫn phải nắm tay nhau. Và bây giờ thì một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên gặp gỡ của hai bạn trên chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Xin mời hai bạn. Wow. Cố gắng sắp xếp thời gian, chúc cho hai bạn sẽ có những cái thời gian tìm hiểu, hẹn hò với nhau thật là thú vị. Giờ đối cặp đôi thành công, chương trình dành tặng cho hai bạn một phần quà. Đó là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speakable vừa ra mắt của nhà MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Đối với cặp đôi không thành công, các bạn đừng lo nhé, bởi vì chương trình cũng sẽ dành tặng cho các bạn sản phẩm, đó là gói Ruby của ứng dụng Speakable, một ứng dụng hẹn hò với một môi trường an toàn, văn minh và thân thiện, sẽ giúp cho các bạn độc thân tìm được một nửa yêu thương của mình. Và trong ứng dụng này, các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông mai bà mối duyên dáng nữa nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha.
Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng chương trình. Ứng dụng Speak Couple sẽ chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple đang có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình. Đó là vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.